Hổ vằn, hay còn gọi là hổ Bengal, là một trong những loài hổ phổ biến nhất và có số lượng lớn nhất trong tự nhiên. Đây là loài hổ đặc trưng của vùng Nam Á, đặc biệt ở Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Bhutan. Hổ Bengal có bộ lông màu vàng cam nổi bật với các vằn đen đặc trưng, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong rừng rậm. Với kích thước lớn, hổ Bengal có thể nặng từ 140 đến 300 kg và chiều dài cơ thể lên tới 3 mét nếu tính cả đuôi. Chúng là loài săn mồi mạnh mẽ, chủ yếu ăn các động vật như hươu, nai, lợn rừng và thậm chí cả các loài thú lớn hơn. Hổ Bengal được biết đến với khả năng bơi lội giỏi, thường xuyên băng qua sông suối để di chuyển trong lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, do sự săn bắn và mất môi trường sống, loài hổ Bengal đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, dù chúng vẫn đang được bảo tồn trong các khu bảo tồn và công viên quốc gia. Hổ Bengal không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái. Như vậy, hổ Bengal không chỉ là một biểu tượng mạnh mẽ của tự nhiên mà còn là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái rừng. Chúng ta có thể góp phần bảo vệ loài vật quý giá này bằng cách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ủng hộ các chương trình bảo tồn hổ. Hy vọng rằng, qua video này, mọi người sẽ cảm thấy gắn bó và hiểu hơn về vai trò quan trọng của hổ Bengal. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn về thế giới động vật. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.